Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái dự án ICO gần đây và đang hot nhất trên thị trường crypto, và đó chính là ICO The Abyss. Và đây chính là một dự án ICO tiềm năng nhất vào tháng 3 năm 2018, và đội ngũ phát triển của The Abyss đến từ Nga, tập hợp từ những cái đội nhóm của Destiny Games. Và đây cũng chính là những cái nhà phát hành game hàng đầu của khu vực CIS. Và để mình sẽ hướng dẫn, giới thiệu qua cho các bạn về cái The Abyss này. Cho những bạn nào mà chưa biết, The Abyss là một nền tảng phân phối kỹ thuật số thế hệ tiếp theo, cung cấp tất cả các loại trò chơi video, free to play MMOs và crypto games là một ưu tiên hàng đầu. Và đây cũng đã bao gồm các trò chơi tiêu đề AAA cho cộng đồng. Và The Abyss chính là cái dự án được khởi xướng bởi đội ngũ của Destiny. Và đây cũng chính là công ty tại Nga chuyên phân phối tại các loại trò chơi và có tiểu sử hoạt động trên 10 năm. Các game hiện nay đang được phát hành trên Destiny đó là những game như Music Wars, Robot Bar và Terra. The Abyss không giống như những cái nền tảng game khác. Ví dụ như là nền tảng game Steam, Origin, GOG, mà The Abyss cung cấp một cái hệ thống giới thiệu và tạo được đột phá cho phép game thủ kiếm được tiền không chỉ từ game mà còn trong các hoạt động trên mạng xã hội và các hệ thống thanh toán của game. Và với việc tham gia Abyss thì các nhà phát triển sẽ giảm thiểu chi phí quảng cáo và nhận thêm thu nhập từ các thanh toán từ các game khác tại trên nền tảng. Ngoài ra thì công ty phát triển Destiny của The Abyss đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng của GOHA. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về The Abyss ở trên trang web và white paper của nó. Những cái thông tin chi tiết của nó thì cũng đã được cung cấp ở trên những thông tin chính chủ như những trang Facebook hay Twitter của The Abyss. Và để mà mình sẽ nói thêm chi tiết của nó về cái cách hoạt động của The Abyss. Điểm đặc biệt của dự án ICO The Abyss so với các dự án khác là nó sử dụng cách kêu gọi vốn hoàn toàn mới và ưu việt hơn là sử dụng DAICO. Và The Abyss cũng là dự án ICO đầu tiên trên thế giới sử dụng DAICO. DAICO là sự kết hợp từ ngữ giữa DAO, Decentralized Autonomous Organization, tổ chức tự trị phi tập trung, và ICO Initial Coin Offerings, phát hành coin token lần đầu tiên ra công chúng. Và DAICO giúp đưa ra các quy tắc quản lý chặt chẽ hơn đối với những cái dự án ICO nhằm tránh những cái rủi ro cho nhà đầu tư thông qua các quy tắc chặt chẽ. Đó, và ở trên PowerPoint này thì mình cũng đã chỉ ra cho các bạn được là cái token distribution và user process. Token distribution tức là những cái sự phân phối về token, nó phân phối ra những cái khoản phần trăm như thế nào, thì ở trên PowerPoint nó cũng đã để ý, các bạn để ý kỹ một tí thì cũng sẽ thấy này. Và cái cách sử dụng trong tiến trình của nó. Ở những video lần sau thì mình sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về cái khoản bonus và những cái giờ mở bán của nó này và lộ trình phát triển của The Abyss như thế nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye!